Kính thưa anh chị em, năm nào thì dòng Bến Thánh Giá Mỹ Tho cũng tổ chức lễ khấn. Nhưng mà lễ khấn năm nay có một nét riêng, bởi vì năm nay Bến Thánh Giá Việt Nam kỷ niệm 350 năm dòng Bến Thánh Giá hiện diện trên quê hương chúng ta. Và với giáo phận Mỹ Tho thì năm nay lại là kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận. Thành thử ra lễ khấn năm nay cũng có một cái ý nghĩa đặc biệt. Vậy thì trong ánh sáng của lời Chúa, cụ thể là bài tin mừng vừa được công bố, cũng như lịch sử của dòng Bến Thánh Giá Việt Nam, chúng ta có thể nói gì về người nữ tu Bến Thánh Giá? Bài tin mừng hôm nay bắt đầu bằng một câu thế này: ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Anh chị em có lẽ là lạ không? Tự nhiên bắt đầu bài tin mừng bằng một cái câu nó chả ăn nhập gì cả. Chúng ta cần phải đặt cái câu nói của Thánh Phêrô vào trong văn mạch, vào trong bối cảnh của tin mừng Marco. Thì trước đó có một người được gọi là giàu có đến xin theo Chúa Giêsu. Và anh thanh niên này không những giàu có nhưng mà có một cuộc sống đạo đức tốt lành. Chúa Giêsu rất thương. Và cuối cùng thì Chúa Giêsu nói với anh ta: anh hãy về, bán đi tất cả những gì mình có, đem cho người nghèo, rồi đến đây theo tôi. Anh ta nghe vậy thì anh ta sụ mặt xuống. Rồi anh ta quay đi mất. Chúa Giêsu rất tiếc và Ngài tuyên bố rằng người giàu có thật khó mà vào nước trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn. Đấy thì thưa anh chị em, chính lúc đó Thánh Phêrô mới lên tiếng: vậy thưa Thầy, phần chúng con đã bỏ hết mọi sự mà theo Thầy thì làm sao? Cho nên cái cụm từ mà Thánh Phêrô dùng để diễn tả, tôi nghĩ đó cũng chính là cụm từ để diễn tả về đời sống thánh hiến, đời sống của người nữ tu Bến Thánh Giá, là bỏ mọi sự mà theo Chúa. Và chọn lựa đó được thể hiện một cách cụ thể hôm nay với các chị em tuyên khấn trọn đời. Khấn sống khó nghèo có nghĩa là từ bỏ tất cả của cái vật chất để chọn Chúa làm gia nghiệp. Khấn sống khiết tịnh trọn đời có nghĩa là mặc dù rất trân trọng tình yêu hôn nhân, tình yêu vợ chồng, nhưng vì Chúa, chọn Chúa là tình yêu tuyệt đối, cho nên chấp nhận từ bỏ. Khấn vâng phục có nghĩa là chấp nhận từ bỏ cái tự do cá nhân mà chúng ta thường hiểu để đón nhận thánh ý Chúa là bản chỉ đường tuyệt đối, và ở đó mình thực hiện sự tự do trọn vẹn. Cho nên người nữ tu Bến Thánh Giá là người từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Và việc từ bỏ mọi sự để theo Chúa đó, nó không chỉ là một chọn lựa của cá nhân. Dĩ nhiên là đúng rồi, đó là chọn lựa của mỗi cá nhân. Nhưng mà đồng thời các nữ tu Bến Thánh Giá còn có chọn lựa đó như là chọn lựa của cả một cộng đoàn.
Anh chị em để ý, ông Thánh Phêrô ông ấy thưa Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, phần chúng con..." Ông ấy không nói là "Thưa Thầy, phần con đây này, con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Không có. Ông nói là "phần chúng con, ngôi thứ nhất, số nhiều." Cho nên Thánh Phêrô không chỉ nói về cá nhân Ngài, mà Thánh Phêrô nói thay cho anh em mình, thay cho nhóm 12, thay cho cộng đoàn các tông đồ: "Chúng con." Lịch sử dòng Mến Thánh Giá Việt Nam cũng ghi lại như vậy. Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam được Đức cha Lambert de la Motte thành lập, trước hết là ở đằng ngoài. Và lúc đó ở đằng ngoài, lịch sử kể lại là có khoảng 30 thiếu nữ và một số phụ nữ quá bùa. Họ có ước nguyện để dâng mình cho Chúa, để sống chung với nhau. Thành thử họ xin Đức cha Lambert de la Motte cho họ một cái bảng điều lệ để hướng dẫn đến đời sống chung đấy. Không phải cá nhân mà một cộng đoàn. Rồi sau đó không lâu, Ngài vào đằng trong này, Ngài cũng thiết lập một cộng đoàn ở Huế. Cho nên đời sống cộng đoàn của nữ tu Mến Thánh Giá là rất rõ ràng. Và điều đó cũng được thể hiện một cách cụ thể hôm nay nữa. Hôm nay không những là có các chị em tuyên khấn trọn đời, mà còn có các chị mừng ngân khánh khấn dòng 25 năm. Ở đây ít nhất là hai thế hệ rồi đó. Nhưng mà hai thế hệ sống chung với nhau trong một nhà, sống chung với nhau trong một cộng đoàn. Và chính cái lúc đấy đó, các chị cảm nghiệm được điều mà Chúa Giêsu nói hôm nay: bỏ mọi sự mà theo Chúa thì được gấp trăm ngay từ đời này. Gấp trăm về anh em, về chị em, về tình yêu thương. Ở đây còn có sự hiện diện của các dì Mến Thánh Giá ở các hội dòng khác. Tôi có thể nhắc tới dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho này. Khi mới thành lập thì được Mến Thánh Giá Chợ Quán cử người tới để giúp điều hành, hướng dẫn, huấn luyện, đào tạo. Cái tình chị em, cái tình hiệp thông, cái tình cộng đoàn đối với người nữ tu Mến Thánh Giá rất là tự nhiên. Thế thì người nữ tu Mến Thánh Giá là người bỏ mọi sự mà theo Chúa, không chỉ là với cá nhân mỗi người mà còn là với tư cách cộng đoàn. Để làm cái gì? Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu là phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Anh chị em đọc tiếp sách Tin Mừng và sách Tông Đồ Công Vụ, anh chị em sẽ thấy. Trước khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa Giêsu để lại cho cộng đoàn các tông đồ này, mà Phêrô là người đứng đầu, cái sứ mệnh rất lớn là đi khắp thế gian loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta đọc lại lịch sử của dòng Mến Thánh Giá Việt Nam thì cũng vậy thôi. Anh chị em biết Đức cha Lambert de la Motte, người thiết lập dòng Mến Thánh Giá ở Việt Nam á, gốc của Ngài là một linh mục thừa sai Paris. Hội thừa sai Paris đóng góp rất lớn trong lịch sử hình thành và phát triển của giáo hội tại Việt Nam này. Đức cha Lambert de la Motte là một linh mục thừa sai, Ngài chấp nhận bỏ tất cả mọi sự, thân nhân, gia đình, quê hương, cuộc sống ổn định, giàu có, để dấn thân vào một vùng viễn đông xa xôi này, với mục đích duy nhất là để loan báo tin mừng Chúa Giêsu cho người ta. Cho nên cái sứ mệnh truyền giáo nó gắn liền với đời sống, với hoạt động của vị sáng lập. Và lịch sử kể lại là khi Ngài
thiết lập dòng bến thánh giá tại Việt Nam thì mục đích chính là để cung cấp một phương thế sống đời sống thiêng liêng và hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo. Tại giáo phận Mỹ Tho này cũng vậy thôi. Giám mục tiên khởi của giáo phận Mỹ Tho này là Đức cha Giuse Trần Văn Thiện. Khi nhận nhiệm vụ làm giám mục giáo phận Mỹ Tho năm 1960 thì rất sớm Ngài đã nghĩ đến việc thiết lập một dòng nữ, mà cụ thể là Bến Thánh Giá giáo phận Mỹ Tho. Và Ngài nhờ cha sở của họ đạo Tân An này này, lúc đó cho nên mới gọi là Bến Thánh Giá Tân An ấy. Rồi đất đai của Bến Thánh Giá Tân An ấy là ngay sát nhà thờ với nhà xứ của họ đạo Tân An ấy. Mãi sau này thì mới đổi tên thành Bến Thánh Giá Mỹ Tho để nó diễn tả cái ý nghĩa là dòng của giáo phận. Và khi nhắc đến Đức cha Giuse Trần Văn Thiện là giám mục tiên khởi của Mỹ Tho đó, tôi muốn nhắc thêm một điều. Ngài không chỉ có ý nghĩ là lập cái dòng nữ cho giáo phận, nhưng ngay lập tức Ngài đã cùng với Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền, lúc đó thuộc giáo phận Cần Thơ, để thành lập một cái đệ tử viện truyền giáo ở thành phố Mỹ Tho, mà sau này là tiểu chủng viện Thánh Gioan 23. Tôi nhắc những điều đó để anh chị em thấy cái ý hướng truyền giáo nó là cái ý hướng có ngay từ ban đầu. Ngay từ ban đầu nơi Đức cha Lambert de la Motte, và ngay từ ban đầu nơi Đức cha tiên khởi của giáo phận Mỹ Tho chúng ta. Người nữ tu mến thánh giá là thế, là người bỏ mọi sự mà theo Chúa, sống với chị em trong cộng đoàn để cùng nhau thi hành sứ mệnh truyền giáo. Thi hành sứ mệnh truyền giáo không chỉ là lúc mà chúng ta đến thăm gia đình lương dân và dạy đạo cho họ, nhưng truyền giáo phải như là một dòng nước chảy thấm vào mọi hoạt động trong đời sống chúng ta, mà trước hết là cầu nguyện. Đức cha Lambert de la Motte có một câu nói hay lắm. Ngài dạy nữ tu mến thánh giá là: trước khi đi gieo vãi hạt giống phúc âm thì hãy cầu nguyện để làm cho sương sa rơi xuống mặt đất. Như vậy thì cái hạt giống mình gieo nó mới mọc lên được chứ. Cho nên trước hết đó là trong đời sống cầu nguyện, và sau đó là trong các hoạt động tông đồ, giáo dục đức tin, như là các gì làm việc ở các giáo xứ, dạy giáo lý, đặc biệt là cho các thiếu nữ. Giáo dục văn hóa, như là các gì mở trường, mở nhà trẻ. Rồi dấn thân vào những lĩnh vực y tế, xã hội. Trong tất cả những hoạt động đó, cái ý thức truyền giáo phải như là dòng nước chảy thấm vào mọi sự, tác động mọi sự. Thưa anh chị em, đến lúc ban đầu thì Bến Thánh Giá Mỹ Tho không có ý chọn ngày hôm nay để làm tổ chức lễ khấn đâu, chọn ngày khác cơ. Và Chúa run rủi thế nào rơi vào ngày hôm nay là ngày của Đức Mẹ, thứ bảy cuối tháng Mân Côi. Hơn ai hết, Đức Maria chính là gương mẫu cho nữ tu Bến Thánh Giá. Đức Maria là người bỏ mọi sự để theo Chúa. Đức Mẹ hoàn toàn bỏ ý riêng của mình để xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Đức Mẹ cũng là người quan tâm đến đời sống cộng đoàn, cho nên ngay trong trang đầu của sách Công vụ các tông đồ đã kể lại cái hình ảnh các tông đồ họp nhau cầu nguyện để chờ ơn Chúa Thánh Thần
mà Đức Mẹ hiện diện ở giữa họ. Và Đức Mẹ cũng là người rất sốt sắng trong việc loan báo tin mừng. Cho nên vừa thụ thai Chúa Giêsu, Đức Mẹ vội vã lên đường để đem tin mừng Giêsu đó đến cho gia đình bà Elizabeth, mà làm cho Gioan Tẩy Giả, đại diện cho cả nhân loại chúng ta, phải nhảy mừng trong lòng mẹ. Cho nên người nữ tu mến hành giả phải chiêm ngắm Đức Mẹ như là một mẫu gương, gắn kết với Đức Mẹ, và xin Đức Mẹ truyền cầu cho chúng ta, để mỗi chúng ta sống được ơn gọi nữ tu mến thánh giá như Hội Thánh mong muốn. Amen.